Chiều ngày 9 tháng 12, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông tử vong bên chiếc xe máy tại điểm sụt lún tuyến đường tránh phía nam thành phố Bảo Lộc. Trước đó vào khoảng 14 giờ 40 phút, người dân địa phương phát hiện tại điểm sụt lún trên có một người đàn ông tử vong bên cạnh là chiếc xe máy tay ga biển số 49M12287. Sau đó sự việc đã được báo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Tại hiện trường, chiếc xe máy và người đàn ông nằm dưới điểm sụt lún cách mặt đường nhựa khoảng 1 mét. Người đàn ông tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông Lê Đỗ Tuấn Hoàng, 45 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Được biết, đoạn đường này đã được cơ quan chức năng đặt biển báo khu vực sạt lở nguy hiểm nhưng vẫn còn tình trạng người dân điều khiển xe máy đi vào. Trước đó, từ đầu tháng 8 năm 2023, tuyến đường này đã xuất hiện tình trạng sụt lún kéo dài hơn 100 mét. Tại điểm phát hiện người đàn ông tử vong đã có chỗ sụt lún sâu đến 2 mét, tạo thành hố sâu rất nguy hiểm. Tuyến đường tránh này được đầu tư với số vốn hơn 800 tỷ đồng từ năm 2019 nhưng đến nay chưa thể hoàn thiện.